tập gym một mình buồn quá, không có tiền mở máy lạnh luôn đó, nên anh tận dụng ít thời gian ngắn ngủi thôi, hứa ít ngắn đó. Video này nói ngắn gọn đơn giản về một cái trường hợp phản đồ nha. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Gọn đơn giản về một cái trường hợp phản đồ nha. Trường hợp phản đồ mấy em, ông mới có thằng á hơn Việt Dương Câu Tiễn nữa. Ông mới Việt Dương Câu Tiễn kêu mà nằm gai nếm mật, mà gọi là ăn phân Ngô Phù Sai để thoát chết. Wow. Để sau này úp sọt quân Ngô, phục hồi quân Việt, nhan Việt trong xuân thu chiến quốc nha ông nội, chứ không phải Việt Nam đâu đó. Cái thằng này cũng nghe giống giống nè, nó ngồi núp lùm, nó làm cộng tác viên cho BBT một khoảng thời gian dài đằng đẵng hơn năm á, chăm sóc khách hàng nhiệt tình, livestream nào của sếp cũng có mặt nó hết á, vô comment tư vấn inbox các kiểu, bất kể tối ngày sáng đêm, chủ nhật nghỉ lễ ngày nghỉ 14 tháng 2, 12 tháng 4 gì đó làm hết. Hả? Cuối cùng nó phản mấy em, không chấp nhận được. Theo tụi em nghĩ những cái thằng này phải làm gì nó, comment vô không ác không ăn tiền nha. Biết nó phản sao không? Mẹ nó xuống tiền đập để ý luôn ba. Xuống tiền đập để ý luôn ba. Nó thôi giờ làm để ý lời nhiều hơn, làm cộng tác viên cho anh lương ít quá. Trời ơi, nó mẹ người ta đầu đi. Nó ngồi nó học kêu chăm sóc khách hàng, nó học kêu sản phẩm. Ông học kêu vừa data, học quan hệ. Mình đẩy này em nó lên, mình BA cho nó đã đời. Bây giờ làm đề đi luôn. Nói em là quân nhân, em nói thật, nói thẳng, nói thẳng, nói không có dài dòng. Em nói thôi giờ em muốn đổi đời. Em muốn làm đại lý anh luôn. Nhân dịp anh tưởng đại lý mà em bây giờ á, em ở Nghệ An. Nghệ An quê của bác. Nói chung em sống rồi cũng ngày xưa em là bộ đội Cụ Hồ. Wow. Này nọ kia cũng làm kinh tế, cũng chịu khó. Nhưng mà giờ cái cơ hội này đến với em nó đặt em vô hoàn cảnh em phải suy nghĩ. Thứ nhất á, anh biết rồi đó, quân nhân vợ em, mà em vậy vợ em cũng làm lương ba cọc ba đồng. Rồi này nọ kia vốn nó bắp lật. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi. Thời cơ đến mà không phất á thì nó cũng không được. Nó mà để cơ hội qua đi á thì thằng khác nó làm em cũng rất là tiếc. Nó tâm sự thẳng luôn, nó mày nói thẳng vậy được, ok. Anh nói đòi tức độ anh không tính nhận nó đâu mày ơi. Không có nhận thằng này vô mệt lắm. Biết không? Em biết rồi đó. Ví dụ như môi trường của thằng này là môi trường quân đội. Mà môi trường quân đội thì kinh tế nó không có lành. Đúng không? Nó ra đường nó làm sợ nó không lại người ta. Cái thứ hai nữa là vốn nó yếu. Cái thứ ba nữa nhìn nó chân chất làm sao á. Đúng không? Làm ăn mà chân chất quá, thật thà quá sao làm ba. Làm ăn tao kêu mẹ, tao cũng kêu mà đẻo. Nhưng mà làm ăn nó phải lanh, nó phải khôn, phải biết dạy kêu không? Đá phá mồi đại pháp đồ. Đúng không? Phá mồi đại pháp rồi đá hàng thần trưởng nữa. Hàng này hết đá qua hàng kia. Biết không? Dạ em sẽ học. Trời đất ơi, thấy nó nhiệt tình quá, cầm lọng đặng. Đúng không? Nhưng mà có một lần nó từ ở ngoài đâu, ngoài Nghệ An, ngoài đổng, ngoài đâu á, nó vô ra nó dạy cái lớp nào bên quận 9 anh cũng chả hỏi. Nó tới đây nó chụp hình anh, chung anh mà tấm hình nó trân trọng, nó nâng niu mấy năm trời đúng không em? Nhìn thằng này nó dạ đau đầu quá. Tình cảm mà dính vô chuyện làm ăn thấy nhức đầu quá. Nó tham nửa tâm chưa? Nó tâm rồi, mình sợ nó, mình nói cho mình, tức là anh bàn ra em. Anh hù nó, anh bàn ra cho nó bỏ mẹ cho rồi đi. Đâu dính vô thằng này á, nhiều khi nó có chuyện gì đó mình cắn nó lương tâm lắm. Má tiền á, tiền đi mượn. Hỏi mày hỏi vợ mày chưa? Chịu luôn anh. Yes. Hỏi ba mẹ vợ chưa? Không ý kiến anh. Hỏi con em vợ chưa? Hỏi con em vợ chưa? Xong rồi, nó có con 7-8 tuổi. Mày hỏi con mày chưa? Thấy đuối tầm quá, nó không kê được. Nhưng mà tao nói trước mày nghe nha. Bây giờ anh em mà tao đâu phải anh em đâu, nói chung fan phiết này nọ rồi quen biết rồi đó thôi. Chứ còn làm ăn là phải làm ăn.
bây giờ á thì ok mày làm đó, thì bây giờ ví dụ bây giờ mày yếu vốn quá mày nhập hàng tiền A thôi, anh nói tiền A thôi, anh nói tiền nói vốn em. Thí dụ như sau này á mày giả sử như trong hoàn cảnh mà tập như mõm chó đó thì bán không được hũ nào hay là gì đó tao không biết, thì ok anh lấy lại hàng anh trả tiền cho mày. Rồi còn cái chuyện mà tiền mà làm bán hiệu này đó đó, tự ôm nha, chịu không? Nó thấy nó chịu luôn. Ờ thôi chịu thôi, về bạn vợ con em, vợ ba mày, vợ em con trai mày đi, gia đình đồng lòng ký giấy sinh tử vô đây. Má hù tới vậy mà nó còn lì, nó không chịu buông ba. Còn có mấy thằng khác, thằng này lì á, chứ gặp mấy thằng khác tao ngá thằng khác một chạy 8 kiếp. Tao ngá thằng khác một vô mà gặp anh mà trổ tre mà tuổi dưới 25 tuổi, tao hay chơi vài chiêu lắm. Hay chơi vài chiêu má rung dòi bỏ chạy liền. Còn này lớn tuổi rồi lì lắm, nó không buồn gọi đâu, tên anh Ba Khía. Ai nhắc tới anh Ba Khía mới nhớ lúc đầu tưởng thằng này miền Tây mày. Ủa hồi lúc mới đầu ra chim vô gặp thằng nào cũng anh Ba Khía vô comment. Mà thằng này nó chơi nguyên cây tao hát con lời không à. Wow. Mới đầu mình tưởng thằng quỷ này chắc miền Tây rồi, hồi nói em đâu, em ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Xin chào tất cả mọi người. Nói đến thực phẩm bổ sung BBT thì mình đã có điều kiện tiếp xúc với sử dụng cách đây 4 năm. Thì với 4 năm sử dụng đó cho mình sự trải nghiệm tuyệt vời. Thứ nhất thì đó là một cái sản phẩm được sản xuất tại Mỹ. Thứ hai, nó được nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam bởi công ty BBT và được phân phối trên toàn quốc. Thì nay cũng là một cái duyên cũng như là một sự cố gắng bản thân, thì mình đã được làm đại lý thương hiệu của công ty BBT tại Nghệ An. Thì với cái mong muốn rằng sẽ được những cái sản phẩm mà sản xuất tại Mỹ và phân phối độc quyền tại Việt Nam như thế, thì những anh em ở Nghệ An cũng như là anh em ở các địa phương lân cận để có điều kiện tiếp xúc với những sản phẩm chính hãng, an toàn dành cho những người chơi thể thao nói chung và những người chơi bộ môn gym nói riêng. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu cũng như là tìm hiểu và cần tư vấn sản phẩm thì có thể liên hệ với là shop tại địa chỉ 218B đường Thăng Long, Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Xin chào tất cả mọi người. Xong rồi anh làm thương hiệu cho luôn. Làm thương hiệu đấy là gì? Lotus Shop. Lotus Shop là mình đẳng cấp sao vàng xứ Nghệ, ăn lường cái kỳ quật sao vàng xứ Nghệ đi nghe. Đúng không? Phải bụp liền. Đâu mà không bụp thằng khác nó bụp liền sao ba? Sao vàng xứ Nghệ, trời đất ơi. Anh nghĩ ra cái thương hiệu cho Nghệ An này á là phải làm nhanh liền. Đúng không? Phải làm nhanh liền. Dân Nghệ An họ có truyền thống cách mạng, phải nói là kiên trung bất khuất. Mà Nghệ An là quê của bác nữa, phải chụp liền màu vàng. Phải chụp liền màu vàng. Anh Ba Khía nó nhìn màu đỏ nó thích hơn mày. Chắc nó chào cờ đi, nó thích màu đỏ hay sao á? Nó chào cờ đi, nó thích màu đỏ hay sao á? Cha mới nói nó, em đừng có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Cái màu đỏ là cái màu thay cho sự chiến thắng, ok đồng ý. Nhưng mà bây giờ em lấy màu đỏ cho cái địa phương của em nó quá thường. Đúng không? Nó quá thường. Đúng không? Mình là cháu của bác, quê hương là quê hương của bác. Em lấy màu vàng cho anh. Màu vàng là màu không thể so sánh, màu no compare. Không có gì có thể so sánh được cái màu vàng hết. Wow. Đúng không? Người ta nói là sức khỏe quý hơn vàng, đâu ai nói sức khỏe quý hơn đỏ đâu. Đúng không em? Nên cái màu vàng là cái màu thượng tôn. Như thằng Cô Đô Súp đó, màu vàng là màu hoàng gia. Thì giờ bây giờ quê bác, mày đừng có chọn màu khác, mày phải chọn màu vàng. Nhưng đừng có vàng khè. Đừng có vàng khè. Đúng không? Vàng khè nó kỹ đỏ. Đó. Vàng cam cho anh. Vàng cam. Đúng không? Vàng cam. Tại sao phải chọn màu vàng cam? Tại vì màu cam là màu của BBT. Em phải chơi chiêu bú farm đại pháp nữa. Em làm ăn thì phải bú farm. Không phải bú farm thì làm ăn được. Đó. Nên trong những cái gì của em đặt nó phải có BBT trong đó. Nó gọi là bú farm, gọi là hack stack. Mấy này không chơi mà sao không biết. Phải hack stack vô. Đúng không? Giống như tao là ghim chúa. Đó phải có chữ ghim, xong chữ chua. Ghim chua. Thằng nào nó xài chữ ghim chúa ăn farm cùng ghim luôn. Biểu tượng gì? Biểu tượng gì? Tao đặt cái tên mà gọi là tao xúc nó tưởng nó dân Đồng Tháp không ba? Đúng không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bóng trắng lại chen nhị vàng bóng trắng lá xanh gần ngùng mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Bông sen. Bông sen không được 6 lá, phải 5 lá cho anh. Đúng không?
sao vàng năm cánh là bông sen nó phải năm lá, trời được, cái logo này tao đặt nó quá chất rồi, đúng không? Biểu tượng ngôi sao, biểu tượng của cánh sen, biểu tượng của quê bác, làng sen quê bác là bông sen, đúng không? Tháp 10 đẹp nhất bông sen Việt Nam, đẹp nhất có tên Cụ Hồ, không khác được, đúng không? Không khác được mấy em. Tên tao nghĩ nhiều, tao phục tao quá trời, tao làm cái logo chất như trời. Thêm cái nữa, hình tượng người con trai 6 mũi, con gái ngực to, đứng cạnh nhau gồng trên đài sen. Trời đất ơi, Lạc Long Quân ok, Lạc Long Quân ok mấy em, Lạc Long Quân 6 mũi nha. Đó, Lạc Long Quân ok, thay gì khát vọng con người Việt Nam giống nồi Việt Nam, thông qua tập luyện thể dục thể thao, vừa đẹp về thể chất, vừa đẹp tinh thần, sức mạnh giống nồi được nhân lên. Dân tộc Việt Nam trường tồn. Trời đất ơi, sao cái logo này nó nổ đã gì đâu mấy em. Không đặt cái logo ra tâm đắc những cái logo. Tụi em phản đam logo đi. Sao phản đam được? Lotus không phản đam được. Nó đó là cái logo, ý nghĩa căn bản của logo. Còn những cái đầu riêng khác anh không nói. Thì ở Nghệ An á, nó có cái hay, dùng đất nghèo mấy em, dùng đất nghèo quá trời luôn, đúng không? Phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền, phải đi tha phương cầu thực để kiếm ăn, để rồi có đồng tiền đó mình làm gì? Mình làm kinh tế đó, mình làm kinh tế. Đó là cái điều mà anh thấy ở cái khát vọng chịu thương chịu khó, ở cái khát vọng đổi đời và cái khát vọng làm giàu của chủ shop Lotus. Mà ở cái con người thằng này nó làm việc rất là gọi là theo thời gian mà nó làm cộng tác viên cho anh đó, tụi em mua hàng của nó cũng nhiều hay gì, đúng không? Nó mua hàng của thằng Banh Ba Khía cũng nhiều rồi. Nói chung á thì nó là dân miền Trung, thì kêu nó ăn nói chuyện mà chảy nước nha, nó nói không được, nó nói chuyện hơi khô, nhưng mà ta nghe ta hiểu. Cái phần cái nó nhiệt tình, nó đàng hoàng và nó có kiến thức về shop cao. Nói với thằng Huế, thằng Huế cũng vậy, thằng Huế thằng Cô Đô Shop nó cũng có kiến thức về shop. Nên ở con người thằng này nó có những cái nền tảng căn bản, nên anh cảm thấy nó có thể nó gánh được cái thị trường ở Nghệ An. Rồi có người nói nó sao không vô, không chung vô Vinh làm đi, làm ở đường Hùng Vương hay gì đó. Nói chung chưa ra Nghệ An lần nào, nghe nói đâu làm đường Hùng Vương quốc lộ 1 gì đó. Thì anh cũng khuyên nó rồi, nhưng mà nói chung nó phụ thuộc vào yếu tố gia đình nữa mấy. Thứ nhất là tiền mặt bằng, tiền rent đồ, tiền bill shop đồ, rồi gia đình đồ, ai ở đó được coi hàng canh hàng là nó phức tạp các kiểu, nên nó cùng chọn vị trí đó cho đường Hùng Vương nha. Thì các em ở Nghệ An hay gần đó chung á thì nên ủng hộ bạn ấy. Ở một địa phương nó cần có những cái cá nhân, nó cần những cái nhân tố, đúng không? Người ta chịu làm, chịu thương, chịu khó thì mình phải ủng hộ người ta đó, để làm gì? Để cho người ta có được cái tinh thần, để người ta tin rằng con đường họ trang chọn đang đúng. Họ không những được gia đình ủng hộ mà được xã hội đồng tình, cái điều đó quan trọng nhất. Nó thật sự mấy em ở Nghệ An á thì mấy em có mua hàng lại đó mua đi, nó mua từ BBT ra chi ship cho lâu thì ship nó ăn hết nó, còn mua ở chỗ nó đó thì tiền ship đỡ hơn, nhanh hơn nữa, lựa hàng thoải mái tận tay, shop ship cũng đẹp này nọ, hiểu không? Đó là cái điều mà anh cũng hơi băn khoăn trong sự chọn lựa. Lúc đầu tính nghĩ là không cho này làm đâu, tại thấy nó hơi phiêu. Không phải là mình nói gì nó, nhưng mà thấy ở nó là yếu tố gì mà em, quân nhân ngại lắm, làm ăn dính tới quân nhân ngại lắm, biết làm được không nữa đây nữa hay không, nói nó nghe nó trịnh nó thượng lên nó nạt nộ thì cũng hơi căng. Làm ăn mà khách hàng thượng đế khi mẹ quỳ lại chết mẹ nó chứ, nó thiệt luôn, làm ăn lắm mày khổ lắm, sống khỏe lại kia. Nên thôi không quảng cáo nữa, quảng cáo nhiều nó công Huế ghen, đúng không? Nên anh nói ngắn gọn thôi là hôm nay anh trân trọng giới thiệu với các em chủ shop. Nó từ lần tập tạ quen không có tiền mua đâu bao tay nữa, mấy em quá thầy luôn á, không có tiền mua đâu bao tay nữa, trời đất ơi. Xong rồi giờ tập bao nhiêu năm trời, chắc mười mấy năm có rồi đó, đúng không? Vợ con cũng dị nghỉ, cũng đàm tiếu này nọ, nhưng mà thương chồng thương con thôi, ủng hộ thôi. Nó tạo được hình ảnh bức tranh về Zimmer Việt Nam nó đa dạng, thượng vàng hạ cám, vùng quê vùng tỉnh thành này nọ tất cả đều có. Nhưng mà là một Zimmer biết nắm trên thế mạnh của mình để làm kinh tế thì đó là Zimmer thành công. Chúc mừng các bạn Nghệ An có một Zimmer như vậy, và chúc mừng Nghệ An có một cửa hàng
thực phẩm bổ sung phải nói là hoành tráng và đẹp nhất. Tại nó nằm trong tiêu chuẩn của BBT thì khỏi so đi, chắc chắn nó hoành tráng và đẹp nhất tỉnh. Đó, thì hy vọng anh Ba Khía và tập thể của nhân viên của Lotus Shop luôn đáp ứng được sự kỳ vọng của khách hàng cũng như của BBT gửi gắm. Xin hãy kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ định thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.